bông hồng cài áo. Tác giả Thiền Sư Nhất Hạnh. Để dâng mẹ và để làm quà du lan cho những người nào có diễm phúc còn mẹ. Mayflower, tháng 8 năm 1962. Bông hồng cài áo. Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương, mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được, người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được, cằn cỗi, héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: tai nạn lớn nhất đã xảy ra cho tôi rồi. Lớn đến cách mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ, bài nào cũng dễ, cũng hay. Người viết dù không có tài ba cũng có rung cảm chân thành. Người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ ngay từ thuở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ. Những bài hát ca ngợi tình mẹ đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ mất mẹ mà tôi thích nhất từ hồi nhỏ là một bài thơ rất giản dị: mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài ấy thì sợ sệt lo âu. Sợ sệt lo âu cho một cái gì còn xa chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chặt là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời. Và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dụi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên. Là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nại chuối buồn cau. Là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu,
vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Thưa quý vị, nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo là nhạc phẩm cuối cùng khép lại đêm nhạc nghệ thuật đặc biệt ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi thay mặt cho gia đình cô chú Khánh Trâm trân trọng cảm ơn sự hiện diện quý báu của toàn thể quý vị đã đến đây và chia sẻ với những tình cảm trân trọng nhất dành cho gia đình. Còn bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức bữa tiệc đầm ấm cùng với gia đình. Và trước khi đến với bữa tiệc, chúng con xin được trân trọng kính mời bà trở về sân khấu để tất cả mọi người có thể lên tặng hoa chúc mừng bà. Vâng ạ, xin được trân trọng.